Vừa mình nhìn thấy con chuối nó chạy lao thẳng vào đây. Nhìn thấy một khá lưng luôn. Ôi, cá sạch ngọt thế. Rồi. Nó sạch cả rồi. Vâng. Úi trời ơi. Chuối đây chứ chuối đâu. Đây, và thấy em này nó chạy. Được chưa? Nước mới là cá nó hay về các bạn ạ. Đẹp chưa? Nước này nhìn thấy con cá không sót con nào. Ui vô đồng mất rồi. Có màu, có màu. Rô đồng bé quá. Ngu thật nhỉ, bé cũng hớt về. Bắt đầu nó vào trong cái bèo này, phải đuổi ra các bạn nhé. Đuổi lên trên này. Mưa rồi các bạn ơi. Rắn nước nó cũng lên. Chủ yếu mình đuổi nó lên trên này các bạn. Chứ thực ra mà để mà nhìn thấy cá ấy không có đâu. Đuổi lên trên khu vực trên này. Đấy, để cho nó lên. Wow, bắt đầu gió rét rồi. Gió giật từng cơn. Rồi, mình đuổi nó lên khu vực trên này. Thì mình bắt đầu tấn công. Đây là phương pháp kích dồn. Chủ yếu kiếm con cá lóc nữa. Kg nữa. Là ok. Ở đây thì ngoài chuối sộp thôi. Còn chứ hy vọng được cá kia thì hơi khó. Bởi vì nó không phải lụt, không phải mưa bão. Cá ao nó cũng không ra được. Nên kiếm rất khó. Bèo nó dồn vào đây nhiều quá các bạn ạ. Khả năng móm cao các bạn, đỉnh cao.
thì đi từ nãy giờ không được con nào. Thôi làm nào rồi, nước nó dồn về đây. Bé quá, không muốn lấy, để cho nó lớn các bạn. Ui giời ơi, cá con, ui xuống đây. Rô đồng quá nhiều. May quá được con rồi. Đấy, được hay em chỗ này các bạn. Quá trời cá con. Ua, đặt cá con này. Cái này thu thập không được bao nhiêu các bạn ơi, toàn bé thôi. Thôi, không may thôi. Mình sẽ kéo lại vắt nữa. Thực ra bèo này khó bắt, cũng chả biết lúc nào có, lúc nào không. Thôi cứ đuổi lại vắt nữa đi. Đuổi vắt nữa cho nó chắc. Kích đuổi. Phương pháp này không ăn thua các bạn, hay là không có nhỉ. Để hôm nọ chỗ này nó rất cạn. Đấy, nó lượn lên đấy. Bọn này nó rất khôn. Dô đồng. Một em dô đồng về là mồi cho chê. Ok.
chắc là không còn con nào to rồi các bạn. Sột béo quá các bạn. Trời ơi, cái gì đây ta? Một ốc rô đồng khủng bố. Rồi ok nhá các bạn nhá, mình chuyển địa điểm nữa đây.